Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ ba, ngày 5 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và phát biểu tại hội nghị giao ban báo chí tháng 5. Tập trung hoàn thành Đại hội Đảng bộ cơ sở trong tháng 5. Kinh nghiệm để nuôi gia cầm không xảy ra dịch bệnh của một hộ dân ở Kim Động. Công an tỉnh triệt phá đường dây làm con dấu tài liệu giả. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trong tháng 4 năm 2020, các cơ quan báo chí của tỉnh tuyên truyền đúng định hướng, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời thông tin các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tình hình thời sự chính trị trong nước, trong tỉnh. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phản ánh hoạt động của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời điểm phòng chống dịch COVID-19. Trong tháng 5, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với chuyên đề năm 2020, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt là tình hình sản xuất nông nghiệp tại các địa phương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng đánh giá cao vai trò của báo chí cả nước nói chung và báo chí Hưng Yên nói riêng trong công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức về phòng chống dịch COVID-19, công tác an sinh xã hội. Đồng chí lưu ý trong điều kiện mạng xã hội đang phát triển, các cơ quan báo chí cần phát huy sự sáng tạo, nhạy bén và đổi mới hơn nữa trong công tác tuyên truyền để đưa tin kịp thời, chính xác là dòng chảy chính để định hướng thông tin của xã hội. Trong đó chú ý những thành tựu về mọi mặt của địa phương, phối hợp chặt chẽ với báo chí trung ương để thông tin kịp thời về tình hình của tỉnh. Tuyên truyền về Đại hội Đảng làm sao phải giúp người dân hiểu và tích cực góp ý vào các văn kiện của Đảng để cùng chung tay xây dựng quê hương. Bên cạnh việc tích cực biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, trên tinh thần khách quan, vô tư, trong sáng, báo chí cần mạnh dạn đưa tin về những mặt trái để phòng chống tiêu cực, lãng phí. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế gắn với phòng dịch COVID-19. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý các cơ quan báo chí cần góp phần thổi luồng gió mới vào mọi hoạt động của xã hội để người dân không tự bằng lòng với những gì mình đang có, mà cần phải có ý chí phấn đấu vươn lên, tiếp tục chung tay xây dựng tỉnh Hưng Yên giàu mạnh. Thực hiện văn bản chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương để bảo đảm tiến độ Đại hội Đảng các cấp theo tinh thần chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, sau thời gian giãn cách xã hội, hiện các đơn vị địa phương trong tỉnh đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp theo kế hoạch, đồng thời bảo đảm thực hiện nghiêm túc các yêu cầu quy định về phòng chống dịch COVID-19. Theo kế hoạch, Đảng bộ xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ tổ chức đại hội vào ngày 28 và 29 tháng 4. Nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cả hệ thống chính trị vào cuộc chống dịch, kế hoạch này phải lùi lại đến ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 5. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất. Đây cũng là đảng bộ cơ sở thứ 3 của huyện tổ chức đại hội, sau hai đơn vị làm điểm là đảng bộ xã An Viên và công an huyện. Trong cái thời gian là nghỉ dịch bệnh, tất cả các tiểu ban cũng đều phải hoạt động và chuẩn bị tất cả các cái điều kiện về cơ sở vật chất, công tác nhân sự, thảo luận các văn kiện. Đến nay là mọi công việc đã hoàn tất, bám sát theo cái chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Cán bộ, đảng viên là rất vui mừng phấn khởi để chuẩn bị dự đại hội vào trong ngày 8, 9 tháng 5 tới. Đến nay, tình hình dịch bệnh ở nước ta đang được kiểm soát. Hưng Yên nằm trong nhóm các địa phương có nguy cơ thấp. Để bảo đảm tiến độ đại hội đảng bộ các cấp, hiện các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy đang chỉ đạo việc tiến hành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp theo kế hoạch, chuẩn bị tốt công tác nhân sự, văn kiện, dự thảo nghị quyết đại hội và chương trình hành động để đại hội thảo luận, quyết định. Đồng thời, bảo đảm thực hiện nghiêm túc đầy đủ các yêu cầu quy định về phòng chống dịch COVID-19, tiết giảm khách mời, một số nghi thức không cần thiết như văn nghệ chào mừng đại hội, để đại hội được tiến hành nhanh gọn theo chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Trong một đại hội thì tất cả các khâu đều quan trọng, từ công tác cơ sở vật chất, báo cáo chính trị,
rồi công tác nhân sự. Nhưng mà mỗi địa phương mình biết vận dụng để chỉ đạo lãnh đạo ở mỗi một cái địa phương xã đó ra sao và cái đảng bộ đó thế nào để phát huy tốt nhất trí tuệ tập thể, đảm bảo được dân chủ nhưng không buông lỏng cái kỷ cương trong cái sự lãnh đạo chỉ đạo. Chúng tôi đã phải làm rất sớm từ công tác chuẩn bị vừa chống dịch nhưng cũng phải bố trí duyệt được các cái công tác chuẩn bị cho các địa phương. Yên Mỹ thì có 46 chi đảng bộ, đến nay thì đã tổ chức được 17. Và tuần này với tuần sau là chúng tôi tập trung là xong cơ bản đại hội của các xã. Đến thời điểm này toàn tỉnh có trên 100 chi đảng bộ cơ sở trong tổng số 551 chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy, thành ủy, thị ủy tổ chức đại hội. Trong đó Kim Động có 100% đơn vị hoàn thành đại hội và đang chuẩn bị tiến hành đại hội điểm cấp huyện. Dự kiến trong tháng 5 này sẽ có thêm 227 đơn vị cơ sở tổ chức đại hội. Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và có nguy cơ kéo dài, sự chuẩn bị kỹ càng của các đơn vị địa phương trong lúc này là phải chuyển trạng thái chống dịch sang hình thái mới, đó là sống an toàn với dịch bệnh, đảm bảo song hành nhiệm vụ chống dịch quyết liệt hiệu quả, hoàn thành đại hội đảng bộ các cấp đúng tiến độ, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Trong công tác tổ chức đại hội phải quán triệt thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ, phòng dịch cho cán bộ, đại biểu, đảng viên dự các đại hội để đại hội đảng bộ các cấp thực sự là những ngày hội lớn, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân. Sáng nay tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tổ chức lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Điều tra chỉ số PCI năm 2019 cho thấy một số lĩnh vực của môi trường kinh doanh có thay đổi tích cực hơn so với năm 2018. Qua kết quả điều tra, các chỉ số thành phần của PCI trong năm 2019 tại hơn 12.000 doanh nghiệp ở 63 tỉnh, thành phố, tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về chỉ số PCI với tổng số 73,40 điểm trên thang điểm 100. Về phía tỉnh Hưng Yên, cùng với sự chỉ đạo của tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành để cải thiện môi trường đầu tư, từng bước tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Trong năm 2019, nhiều chỉ số được các doanh nghiệp đánh giá cao với tổng số điểm theo đánh giá của VCCI tăng xấp xỉ 3 điểm với năm 2018 và tăng 5,98 điểm so với năm 2015. Nhằm chuyển giao quy trình kỹ thuật chăn nuôi và phát triển nhân rộng giống đà điểu, giúp các hộ nông dân tiếp cận các dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học kỹ thuật, Trung tâm Khuyến Nông tỉnh đã triển khai mô hình chăn nuôi đà điểu lấy thịt. Đã có 5 hộ ở huyện Văn Giang và thành phố Hưng Yên tham gia mô hình với tổng số 24 con trị giá 96 triệu đồng. Hộ chăn nuôi được hỗ trợ 50% giá giống. Cùng với đó, các hộ được gần 4 tấn thức ăn hỗn hợp. Đà điểu có thể nuôi được trên nhiều địa hình và điều kiện phải có diện tích tương đối rộng để trồng cỏ làm thức ăn xanh, làm chuồng trại, sân chơi, vườn cây để chúng trú ngụ nghỉ ngơi. Đây là loài hoang dã sức đề kháng cao nên rất ít bệnh tật. Chuồng trại không cần cầu kỳ khu vực nuôi, chỉ trải ít cát giúp đà điểu đỡ bị trơn trượt khi chạy và tắm cát. Đà điểu khoảng 5 đến 6 tháng tuổi thì bắt đầu lớn nhanh, khi được 1 năm tuổi nặng khoảng 120 đến 130 kg một con là có thể xuất bán. Với giá khoảng 110.000 đồng 1 kg hơi, ước một con đà điểu thu được khoảng 14 triệu đồng, trong đó trừ đi số chi phí không đáng kể có thể thu lãi hơn 10 triệu đồng. Qua mô hình này, Trung tâm Khuyến Nông sẽ chuyển giao quy trình kỹ thuật chăn nuôi đà điểu lấy thịt nhằm duy trì, phát triển và nhân rộng giống đà điểu, giúp các hộ nông dân tiếp cận các dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học kỹ thuật, nâng cao nhận thức và mở ra hướng chăn nuôi mới cho nông dân. Do áp dụng triệt để các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn thủy cầm, nên hơn chục năm chăn nuôi gia đình chị Đỗ Thị Mến, thôn Dưỡng Phú, xã Chí Nghĩa, huyện Kim Động, chưa bao giờ để xảy ra dịch bệnh. Năm 2005, vợ chồng chị Mến đầu tư chuồng trại duy trì nuôi trên 5.000 con vịt sinh sản, trung bình mỗi ngày thu gần 4.000 quả trứng. Để đàn vịt không mắc các loại bệnh, khỏe mạnh, đẻ đều, ngoài áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học, theo chị Mến, việc phòng dịch là phải thường xuyên, liên tục, chứ không phải khi các địa phương khác có dịch thì mới phòng. Bắt đầu của lứa mới thì chúng tôi đều phun khử trùng xung quanh chuồng trại, sau đó là vệ sinh chuồng trại thường xuyên. Ngoài mũi tiêm phòng nhà nước hỗ trợ là H5N1 thì chúng tôi cũng sử dụng tiêm các cái mũi về tiêu chảy rồi là tụ huyết trùng. Khi vào những thời tiết giao mùa thì chúng tôi sẽ sử dụng trộn thêm một số những loại thuốc bổ để cho con vịt nó được khỏe hơn. Nhờ duy trì thực hiện các biện pháp phòng bệnh trên nên 15 năm chăn nuôi, trang trại của gia đình chị Mến chưa bao giờ xảy ra dịch bệnh. Sản phẩm trứng ra đến đâu, tiêu thụ hết đến đó. Được biết mỗi năm gia đình chị đạt doanh thu trên 2 tỷ đồng, trừ chi phí,
còn lãi từ 300 đến 400 triệu đồng. Hiện nhiều vườn nhãn trên địa bàn thành phố Hưng Yên đang gia tăng các đối tượng sâu bệnh gây hại. Để bảo vệ năng suất chất lượng cuối vụ, Trạm Bảo vệ Thực vật thành phố hướng dẫn các chủ vườn biện pháp phòng trừ. Thời điểm này, gia đình ông Lê Hồng Tập, thôn Điện Biên, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên đang tập trung chăm sóc trên một mẫu nhãn. Ông Tập cho biết năm nay tỷ lệ nhãn độ quả sai nên gia đình đang cắt tỉa quả, tán cây, tạo độ thông thoáng để cây tập trung dưỡng chất nuôi quả. Tuy nhiên, do diễn biến bất thường của thời tiết, mưa rét, độ ẩm cao, sau đó chuyển sang nắng nóng, nên vườn nhãn của gia đình đang xuất hiện các đối tượng sâu bệnh gây hại. Mấy ngày vừa rồi, trên vườn nhà tôi xuất hiện rất nhiều. Là nó xảy ra cái dẹp này dẹp ống và cái dẹp này dẹp sáp. Cái nấm này thì nó bám vào đây thì nó sẽ bị sùi sưng cái chỗ này ra. Sùi sưng và cái bông này là quả này không lớn. Nếu như bị nặng là có khả là khô, rụng luôn. Thành phố Hưng Yên có tổng số 1.000 hectare nhãn, chủ yếu là nhãn Hương Chi, nhãn Đường Phèn và nhãn T2. Theo đánh giá của Phòng Kinh tế Hạ tầng, tỷ lệ nhãn đậu quả của toàn thành phố chiếm trên 80% diện tích. Dự kiến sản lượng đạt trên 12.000 tấn quả. Hiện tại nhãn đang trong giai đoạn phát triển quả. Tuy nhiên, do sự phát sinh của sâu bệnh, đặc biệt là gia tăng, đối tượng dẹp sáp, dẹp muội tấn công, gây hại nếu không phòng trừ kịp thời sẽ làm cho cành và quả bị khô và rụng. Hiện nay ở trên cây nhãn, đặc biệt là cây trà nhãn sớm thì đã có cái bệnh sương mai gây hại trên quả. Ngoài ra trên cái trà nhãn muộn, các cái đối tượng sâu bệnh gây hại đó là cái dẹp sáp và dẹp ống bụng dài đang phát sinh phát triển. Thì để phòng trừ cái bệnh sương mai ở cái tỷ lệ bệnh nó cao thì chúng ta sẽ sử dụng một số các loại thuốc như là Zidumin Gold, Dusay, Limit để chúng ta phòng trừ. Đối với bệnh thán thư thì bà con cần phòng trừ sớm bằng một số cái thuốc như là Camilo 150SC, Kinh Sai 460. Đối với dẹp sáp ống, bà con cần sử dụng một số cái loại thuốc để phòng trừ khi mà cái mật độ cao đó là cái Movento 150NL. Những cái chùm mà bị dẹp sáp quá nhiều thì bà con cần cắt tỉa. Để bảo toàn năng suất, chất lượng cuối vụ, ngoài thực hiện phòng trừ sâu bệnh theo hướng dẫn của Trạm Bảo vệ Thực vật, giai đoạn hiện tại, các chủ vườn cần tập trung dinh dưỡng nuôi quả, cắt tỉa vườn thông thoáng và nên tỉa bỏ những cành quả bị nhiễm bệnh ở giai đoạn đầu để tránh gia tăng mật độ sâu bệnh. Thưa quý vị và các bạn, với mục đích chung tay phòng chống dịch bệnh, đến nay, nhiều cá nhân, gia đình, cơ quan, doanh nghiệp tại huyện Ân Thi đã ủng hộ được 1,5 tỷ đồng cho Quỹ ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 các cấp trong huyện. Trong đó, Quỹ ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 cấp huyện tiếp nhận 540 triệu đồng, xã Hồng Quang cao nhất được gần 90 triệu đồng. Tại các địa phương, do làm tốt công tác tuyên truyền vận động, có nhiều cá nhân, gia đình ủng hộ Quỹ phòng chống dịch. Điển hình, tại xã Cẩm Ninh có cụ Hà Thị Dĩnh, 86 tuổi, ủng hộ 5 triệu đồng. Gia đình ông Vũ Đình Hòa, thị trấn Ân Thi ủng hộ 10 triệu đồng. Ngoài ra, có nhiều gia đình, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài huyện ủng hộ vật tư y tế, lương thực thực phẩm. Sáng nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai thí điểm mô hình chợ nhân đạo tại xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi. 250 phiếu hỗ trợ mua hàng có trị giá 100.000 đồng tặng cho hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, người già bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Đến với chợ nhân đạo, người dân sẽ được nhận những mặt hàng thiết yếu như gạo, nước mắm, bột canh. Đây là hoạt động hưởng ứng tháng nhân đạo 2020 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Thời gian tới, mô hình chợ nhân đạo sẽ được Hội Chữ thập đỏ triển khai ở tất cả các huyện, thành, thị còn lại. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới môi trường làm việc an toàn, hiệu quả cho nhân viên y tế, cũng như góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm thiểu tối đa sự cố về y tế, Trung tâm Y tế huyện Văn Giang đã triển khai mô hình bệnh viện 5S với 5 tiêu chí: sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng. Đây cũng là một trong những cơ sở y tế đi đầu trong xây dựng mô hình này tại Hưng Yên. Khoa ngoại sản là một trong những khoa điển hình cho việc thực hiện mô hình 5S tại Trung tâm Y tế huyện Văn Giang. Tất cả các bộ phận như hành chính, vật tư y tế, lưu hồ sơ bệnh án đều được sắp xếp khoa học, thuận tiện cho công tác khám chữa bệnh. Buồng bệnh hay hành lang bệnh viện cũng được sắp xếp bài trí thành không gian xanh, sạch sẽ, mang lại cảm giác dễ chịu cho người bệnh khi nằm điều trị tại đây. Tôi điều trị ở đây cũng nhiều lần, thế nhưng tôi thấy ở đây cái chất lượng điều trị ở đây rất tốt. Môi trường sạch sẽ và con người thân thiện. Nhân viên y tế ở đây thì chăm sóc bệnh nhân đến nơi đến chỗ. Vì cái cơ sở hạ tầng và cái chất lượng phục vụ ở đây cũng như là chất lượng điều trị ở đây
tốt, cho nên là bệnh nhân ở đây rất đông. Thì lăn ép nó là cái thứ nhất, tức là sàng lọc, là chúng tôi sàng lọc tất cả những cái vật dụng và những thứ không cần thiết bỏ đi, và chúng ta chỉ chọn những cái vật dụng cần thiết chúng ta giữ lại. Cái ép thứ hai đấy là sắp xếp từ những cái mà mình sàng lọc từ trên đấy, sau đó mình sắp xếp lại một cách làm sao cho khoa học nhất và gọn gàng nhất để tạo một cái môi trường làm việc cho thuận tiện tốt nhất. Cái ép thứ ba đấy là sạch sẽ, thường xuyên chúng tôi sẽ phải lau chùi dọn dẹp cho nó sạch sẽ để làm sao một cái không gian, đây là môi trường bệnh viện thì cái yếu tố sạch sẽ là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Đấy. Và cái thứ tư đấy là cái săn sóc, từ ba S trên ấy, thì mình đặt cho từng mục tiêu của từng cái S một, sau đó thường xuyên chúng ta nhắc nhở lại và chúng ta thực hiện nó. Thứ năm đấy là sẵn sàng, ngay từ lúc đầu thì chúng tôi sẽ quán triệt toàn bộ những anh em trong khoa để lúc nào cũng trong một cái tâm thế đấy là sẵn sàng để thực hiện đúng và đủ 5S như phía trên. Thì từ khi mà chúng tôi triển khai cái 5S này, biến cái môi trường làm việc của mình như một cái ngôi nhà thứ hai, và từ đấy mà cũng nhận thấy ngay những cái tác dụng của nó, đây là mình có một cái môi trường làm việc cực kỳ khoa học. Mô hình bệnh viện 5S bắt đầu được triển khai tại Trung tâm Y tế Văn Giang từ cuối năm 2018. Sau gần 2 năm triển khai, bước đầu mô hình này đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các khoa phòng đều sạch sẽ, ngăn nắp, tạo môi trường làm việc an toàn. Máy móc, thiết bị, dụng cụ y tế được sắp xếp khoa học, bảo đảm thuận tiện và thao tác nhanh khi điều trị cấp cứu cho người bệnh. Nhiều kỹ thuật trang thiết bị y tế mới, hiện đại được triển khai. Vì vậy, tỷ lệ người dân đến khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Văn Giang năm 2019 so với những năm trước tăng gần 30%, tỷ lệ bệnh nhân phải chuyển tuyến giảm 10%, tỷ lệ bệnh nhân thực hiện phẫu thuật cũng tăng khoảng 30%. Đặc biệt, trong thời điểm bùng phát dịch bệnh COVID-19, thì trung tâm đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh như thực hiện phân luồng bệnh nhân ngay tại cổng ra vào, yêu cầu cán bộ y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân phải đeo khẩu trang và thường xuyên soát khuẩn tay, dành khu điều trị riêng cho người nghi nhiễm và những y bác sĩ thực hiện nhiệm vụ. Chương trình 5S tại góc học phòng cũng tạo cái cơ hội cho nhân viên y tế thực hiện nghiêm túc công tác vô khuẩn, cũng như bệnh nhân cũng thực hiện nghiêm túc công tác vô khuẩn, nâng cao được cái chất lượng đón tiếp, tư vấn và hạn chế tối đa lời phàn nàn kêu ca của bệnh nhân những nơi mà tâm lý tiếp xúc. Còn hạn chế thì chúng tôi cũng nhắc nhở và can thiệp kịp thời để làm sao công tác khám chữa bệnh đạt được hiệu quả tốt. Việc duy trì và phát triển mô hình bệnh viện 5S tại Trung tâm Y tế huyện Văn Giang sẽ góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự tin tưởng, hài lòng của người dân. Để góp phần hoàn thiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới, hiện nay huyện Phù Cừ đang tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông. Trong năm 2020, huyện Phù Cừ đã và đang thực hiện xây mới 7 công trình giao thông có tổng chiều dài hơn 9 km, cải tạo nâng cấp 14 tuyến đường có tổng chiều dài 27 km, với tổng số vốn các công trình là 390 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa 5 cầu giao thông gồm cầu Văn Sa, xã Đình Cao, cầu Vóc trên đường huyện 83, cầu Cự Phú, xã Tam Đa, cầu vào trường chính trị huyện và cầu vào trại giống lúa của huyện. Hạ tầng giao thông từng bước hoàn thiện sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện Phù Cừ phát triển, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Từ năm 2016, dự án nâng cấp chỉnh trang khu đô thị Văn Huế thuộc phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào được triển khai. Nhiều tuyến đường được nâng cấp mở rộng, nhưng tại đường Văn Huế, đường Phạm Sĩ Ái và đường Phó Đức Chính thuộc địa bàn tổ dân phố Văn Huế, còn hàng chục cột điện giữa các tuyến đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Theo người dân tại đây cho biết, khi vỉa hè đường cũ được lấy để mở rộng lòng đường, nhưng các cột điện trước đó ở trên vỉa hè lại không được di chuyển. Do vậy, sau khi mở rộng đường thì cột điện có vị trí ngay giữa đường, gây mất an toàn, đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra. Không những vậy, các cột điện này lại trở thành nơi treo biển quảng cáo giao vặt trái phép, gây mất mỹ quan đô thị. Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh vừa bắt quả tang Phạm Xuân Nhất, sinh năm 1975, ở thôn Quanh, thị trấn Ân Thi, là phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hồng Bàng, có trụ sở tại thị trấn Yên Mỹ, đang có hành vi nhận 6 bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả tại chung cư Phúc Hưng 2, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào. Nhất khai trước đó nhận 105 triệu đồng và thông tin cá nhân của 7 học sinh trường Trung học phổ thông Hồng Bàng để làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời, sau đó mua bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả cho 7 học sinh này.
lực lượng chức năng phối hợp với Cục Nghiệp vụ Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ bắt giữ hai đối tượng là Dương Hữu Hưng và Dương Văn Lạng, cùng sinh năm 1991 ở thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Hiện đang ở chung cư Hưng Ngân, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi làm giả con dấu của cơ quan tổ chức. Khám xét chỗ ở của hai đối tượng thu giữ 3 máy tính, các dụng cụ để in và 205 hình con dấu của các cơ quan tổ chức trên nhiều tỉnh thành trong cả nước, 1.100 phôi văn bằng cùng nhiều giấy tờ tài liệu giả. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Xuân Nhất, quyết định tạm giữ đối với Dương Hữu Hưng và Dương Văn Lạng để điều tra về hành vi làm giả con dấu của cơ quan tổ chức. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.